Đây, là nhổ thôi. Cái này anh nhìn nè, cái rễ nó hết thối nè, thấy không? Đây nè, bắt đầu ra rễ nè. Nhưng mà quá trình hồi phục nó chậm, cho nên mình thay luôn cái cây mới. Nói chung là hết thối rễ rồi. Kính chào bà con nông dân. Hôm nay chúng ta cùng nhau bàn luận về vấn đề khi nào cần nhổ bỏ cây sầu riêng con bị thối rễ để trồng mới. Qua quá trình khảo sát và trình diện thực tế thì đối với những cây sầu riêng dưới 1,5 năm tuổi, nếu mà cái tình trạng thối rễ làm rụng lá trên 70% và sau khi mà chúng ta điều trị bệnh thối rễ 30 đến 40 ngày, nếu mà cái tình trạng mà rễ non và chò non ít ra thì ta nên nhổ bỏ khỏi vườn, vì cái khả năng mà cây này hồi phục chậm so với mà những cây mà chúng ta trồng mới. Phần tiếp theo, xin mời bà con xem dấu hiệu của cây sầu riêng bị thối rễ sau khi được phục hồi. Chúng ta coi lại cái cây thối rễ thứ nhất và sau khi mà phun bón lá 10 ngày. Mấy cái đọt dưới đây bắt đầu nó búng lên nè. Nè, anh em thấy không? Nó bung đều luôn. Đây. Chúng ta quay lên nhìn cao. Cao nó cũng ra nè. Sau khi phun ta thấy là tình trạng cụm lá nó giảm hẳn. Đọt rồi búp rồi. Ra rất là nhiều. Mình thấy nếu mà phun lá đợt này nữa là đọt nó ra ngon. Bây giờ đọt ra quá trời nè. Ừ, nó có ra lá non rồi nè. Cái ra đợt non này á, mấy con gầy nó trầu gây hại rất là mạnh. Cho nên là chúng ta nên phun thêm một số thuốc mà trị gầy. Kết quả này thử nghiệm sau 10 ngày đọt như thế này thì rất là ok. Trong giai đoạn này là quan trọng nhất là khi ra đọt nó phải hình thành lên cái lá non đầy đủ như thế này, và nó không có bị vàng nữa, nó xanh mượt thì cây mới phục hồi tốt được. Mà với tình hình này thì khả năng phục hồi cây này là khá cao. Ghế nó bún này. Rồi chúng ta phun lần hai sau 10 ngày. Này. Anh nói là cái cây này hổm anh xử lý mà 2 tháng mà nó không ra đọt hả? Hổm anh xử lý phân thuốc á. Ừ. Rồi 2 tháng luôn. Với lại nó ra đọt mà nó không có, nó phóng đọt được ha. Nó không phóng đọt, cái nó ra ít hả. Nó ra được, nó không có mập đọt như cái cây của người ta. Ra mà cái đọt nó không có búng nhiều như người ta. Nghĩa là nó mới nhú ra. Nhú ra rồi nó búng ra. Rồi cái nằm im luôn. Rồi nằm im tới giờ luôn. Nè. Anh thấy nè. Vậy là nó đầu nó bung rồi nè không? Ừ. Nè đây nè. Mà nó không được mập cái đọt. Hả? Không được mập. Trên đây nè. Anh sao? Cái đọt nó phải là mập luôn kìa. Nó búng ra mới đã. Mà mới phun có 12 ngày. Không mập được anh ơi.
Tại vì muốn mập đọt á, là cả một quy trình lận. Giai đoạn này mình mới có phục hồi lại. Mấy cây kia thì bắt. Đây. Cái đọt nó anh em thấy nó nhưng bị nhú ra nè. Bung ra. Chúng ta trèo lên ngọn coi cái đọt đấy nè. Đây những cái đọt trên ngọn nè. Em thấy bắt đầu nó, anh em thấy bắt đầu nó bung ra nè. Kéo xuống. Anh em coi. Thấy không? Đây là những cái đọt mà nó cũng sẽ đang sắp sửa nó nhú ra. Ta chỉ cần phun thêm phân lá lần nữa. Chúng ta phun phân lá sau tiếp tục sau 10 ngày lần thứ hai. Để dưỡng cái cây nó ra đọt mới. Thấy trời này vui, thấy nó đỡ hơn cái chiến rồi phun lần đầu á. Chiến rồi phun lần đầu thấy nó tự nhiên nắng lên thôi. Thời tiết này lý tưởng luôn.